cảm ơn Chúa vì Chúa có ân điển cho tôi cảm ơn Chúa à, tôi cũng không nghĩ là tôi có mặt ở tại nơi đây và tôi được học một tháng ở trong này cảm ơn Chúa à, tôi xin làm chứng một chút về cuộc sống của tôi và giới thiệu một chút là à, tôi xin à, à, giới thiệu là tôi tên là Kiều Mạnh Thắng tôi à, sinh năm 1994 à, tôi à, sinh ra và lớn lên ở thanh xuân Hà Nội à. À, cảm ơn chúa thực chất ra là trường soc này là tôi không biết gì về trường soc này cả <laughs> nhưng mà cảm ơn chúa bởi ân điền của chúa và bởi sự cầu nguyện của những người bạn những người anh chị và cảm ơn chúa về tất cả mọi người đã cầu nguyện tại vì cách đây gần một năm trời cũng có một người chị đã học ở đây và đã chia sẻ cho tôi một chút về soc và chị nói rằng hãy cầu nguyện đi xem có được đặt để để học ở đây không và tôi cũng cảm thấy là mình cũng học nhiều mà có phải không học đâu mà bây giờ lại vào tận trong nam học thì xa quá mình cũng không tha thiết cho lắm nhưng mà cảm ơn chúa thì sau đó thì một thời gian gần đây thì tôi được chúa cảm động và tôi quyết định là đi học vì cảm ơn chúa là nhiều khi cuộc sống mà mình cũng áp lực nhiều vì thực ra là nhiều khi mình sống theo xác thịt nhiều quá và mình biết một phần nào đó nên là không đủ để cho cái bản thân của mình được thay đổi nhiều khi mình biết rằng cầu nguyện rất là tốt đọc kinh thánh rất là tốt nhưng bởi vì mình bận quá mình bận công việc mình bận chơi mình bận lướt Facebook mình không có thời gian để mà mình uh, có thể <laughs> để, để đọc kinh thánh được uh, cầu nguyện được à, nhưng mà cảm ơn Chúa khi mà tôi uh, được uh, uh, ở tại nơi đây được học ở nơi đây và tôi biết rằng bởi những cái điều đó nó không làm ích lợi cho tôi và cảm ơn Chúa vì câu nói của một sư phước nói rằng tôi không có tương lai tôi không 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 có tương lai khi mà tôi Uh, chiều theo cái xác thịt của mình và cái câu mà mục sư dạy mục sư nói rằng uh, tôi không có thời gian để hút thuốc và tôi không có tương lai để ngồi nhậu và cảm ơn Chúa cái câu nói đó đã ân chứng vào lòng của tôi và tôi biết rằng <laughs> cảm ơn Chúa khi mà một tháng trời tôi đi học trường Kinh Thánh tôi biết rằng mình không thể đùa được mấy cả tội lỗi và cảm ơn Chúa trong hai bài học ấy thì có một bài con ngựa ở thành Dôm và thành Choa dạ cảm ơn Chúa thành Choa à, và Trầm Bưng là một vùng bùn lầy thì cảm ơn Chúa khi qua hai bài học đó thì tôi nhận ra một điều rằng nhiều khi mình mình quá là dễ với tâm trí của mình mình quá là dễ với ma quỷ và khi mà nó nói với mình một chút thôi không sao cả và một tí thôi không có gì cả và càng như vậy thì à, lúc đầu thì chúng ta có thể ăn năn một hai lần được nhưng mà nhiều quá rồi chúng ta quên mất ăn năn chúng ta quên không không còn nhớ đến cái chuyện ăn năn nữa mới đầu thì đức thánh Linh thúc giục nhưng mà thúc giục nhiều quá rồi thành ra nó nhạt nó không còn cái không còn cái cái sự mà cố gắng để ăn năn nữa hôm đầu tiên có thể quỳ gối ăn năn nhưng mà ngày mai bảo tôi xin Chúa thương xót con <laughs> còn vẫn phạm tội cảm ơn Chúa rất là nhiều và trong một tháng này cảm ơn Chúa vì tấm lòng của anh chị em những người phục vụ những người dạy dỗ mục sư Phước mục sư Thảo mục sư cô Hằng là những người đã hết lòng để truyền đạt và đặt để thời gian công sức của mình để vào vào trường SOC này cảm ơn Chúa và tôi rất là vui khi mà uh, thấy rằng mình uh, được phước khi mà học trong vòng một tháng này ạ tôi xin hết ạ